Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của dịch tễ học. Dịch tễ học được sử dụng để làm gì? Dịch tễ học là phương pháp được sử dụng để tìm ra nguyên nhân của kết quả sức khỏe và bệnh tật trong dân số. Trong dịch tễ học, bệnh nhân là cộng đồng và các cá nhân được xem xét chung. Một dịch vụ về dịch tễ học là gì? Ví dụ về dịch tễ học ứng dụng bao gồm giám sát các báo cáo và các bệnh truyền nhiễm trong cộng đồng, nghiên cứu về việc một thành phần chế độ ăn uống cụ thể có ảnh hưởng đến nguy cơ phát triển ung thư của bạn. Phương pháp dịch tễ học là gì? Các phương pháp dịch tễ học truyền thống đo lường sự phân bố của nhiễm virus, bệnh và các yếu tố nguy cơ liên quan đến dân số về người, địa điểm và thời gian sử dụng các biện pháp tiêu chuẩn và tần suất bệnh, thiết kế, nghiên cứu và phương pháp tiếp cận suy luận nguyên nhân. Ý nghĩa của dịch tễ học là gì? Thứ nhất, một nhánh của khoa học y tế liên quan đến tỷ lệ mắc, phân phối và kiểm soát bệnh tật trong dân số. Thứ hai, tổng hợp các yếu tố kiểm soát sự hiện diện hay vắng mặt của bệnh hoặc mầm bệnh. Ai sử dụng dịch tễ học? Ai sử dụng nó? Các nhà nghiên cứu, các quan chức của Bộ Y tế, chính phủ và các chuyên gia y tế trong y tế sử dụng dịch tễ học. Dữ liệu này được sử dụng để giúp xác định các vấn đề sức khỏe ưu tiên và các nguyên nhân có thể gây bệnh hoặc bệnh tật. Các nguyên tắc cơ bản của dịch tễ học là gì? Công dụng của dịch tễ học: thứ nhất, đếm các sự kiện liên quan đến sức khỏe. Thứ hai, mô tả sự phân bố các sự kiện liên quan đến sức khỏe trong dân số. Thứ ba, mô tả các mô hình lâm sàng. Thứ bốn, xác định các yếu tố nguy cơ phát triển bệnh. Thứ năm, xác định nguyên nhân hoặc yếu tố quyết định bệnh. Thứ sáu, xác định biện pháp kiểm soát hoặc phòng ngừa. Dịch tễ học và tầm quan trọng của nó là gì? Dịch tễ học là các nghiên cứu về bệnh trong tuần cơ thể. Dịch tễ học, các phương pháp được sử dụng để giám sát dịch bệnh, để xác định các mối nguy hiểm là sự nhất quan trọng. Các nghiên cứu dịch tễ học cũng được sử dụng để xác định các yếu tố rủi ro có thể đại diện cho các điểm kiểm soát quan trọng trong hệ thống sản xuất thực phẩm. Những lợi ích của dịch tễ học là gì? Dịch tễ học cung cấp các nông cụ mạnh mẽ để định lượng mức độ và các yếu tố rủi ro và can thiệp nhân đạo ảnh hưởng đến sức khỏe dân số trong một cuộc khủng hoảng. Những công cụ này bao gồm khảo sát, giám sát, phân tích dữ liệu, chương trình và đánh giá nhanh. Chức năng của dịch tễ học là gì? Phương pháp dịch tễ học được sử dụng để giám sát dịch bệnh nhằm xác định mối nguy hiểm nào là quan trọng nhất. Các nghiên cứu dịch tễ học được sử dụng để xác định các yếu tố rủi ro có thể đại diện cho các điểm kiểm soát quan trọng trong hệ thống sản xuất thực phẩm. Phạm vi của dịch tễ học là gì? Dịch tễ học là nghiên cứu về sự phân bố và các yếu tố quyết định bệnh trong quần thể người. Phạm vi của lĩnh vực mở rộng từ nghiên cứu các mô hình bệnh tật đến nguyên nhân gây bệnh và mục tiêu kiểm soát hoặc phòng ngừa bệnh. Vai trò của một nhà dịch tễ học là gì? Các nhà dịch tễ học thu nhập và phân tích dữ liệu để điều tra các vấn đề sức khỏe. Ví dụ, một nhà dịch tễ học có thể thu nhập và phân tích dữ liệu nhân khẩu hoặc để xác định ai đó là người có nguy cơ cao nhất cho bệnh đặc biệt. Các nhà dịch tễ học ứng dụng làm việc cho chính quyền tiểu bang và địa phương, giải quyết trực tiếp các vấn đề sức khỏe cộng đồng. Những hạn chế của dịch tễ học là gì? Các vấn đề về độ chính xác của chẩn đoán hoặc nguyên nhân tử vong trong di chứng cơ tử, các tính dân số di cư từ các khu vực nghiên cứu và vấn đề sai lầm sinh thái sẽ được thảo luận. Các nghiên cứu hồi cứu có các vấn đề như nhớ lại phơi nhiễm môi trường trước đó, sai lệch lựa chọn và sai lệch sống sót. Các ngành dịch tễ học là gì? Các lĩnh vực chính của nghiên cứu dịch tễ học bao gồm gây bệnh, lây truyền, điều tra ô nhiễm, giám sát dịch bệnh, dịch tễ học môi trường, dịch tễ học pháp y, dịch tễ học nghề nghiệp, sàng lọc, phản ứng sinh học và so sánh hiệu quả điều trị như trong các thử nghiệm lâm sàng.
Nhớ subscribe để xem video kế tiếp. Cảm ơn.